Cuộc đối đầu giữa cho sĩ Vladimir Klitschko và Calvin Rudd là cuộc đối đầu trong thời điểm những võ sĩ người Mỹ đang yếu thế trước những võ sĩ đến từ Đông Âu. Trên trái đài thì Klitschko với quần đỏ, trong khi võ sĩ cá đấu Calvin Rudd anh mặc quần vàng. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Vào tháng 9 năm 2005 tại Athletic, võ sĩ Klitschko đã thắng Samuel Bitter trong trận đấu tranh chiếc đai IBF hạng nặng, và đó cũng là trận đấu để giành quyền tranh chiếc đai WBO và IBF. Sau khi thắng võ sĩ Samuel Bitter, Vladimir Klitschko đã có trận đấu trước đối thủ Chris Bird vào tháng 4 năm 2006 diễn ra tại Đức, và đó là trận đấu mà võ sĩ Klitschko đã đoạt chiếc đai IBF. Chiều cao và sở tay của chú chỉ Vladimir Klitschko là tốt hơn rất nhiều so với Calvin Rudd. Sĩ Calvin Rudd, võ sĩ người Mỹ, anh khởi đầu chuyên nghiệp vào tháng 2 năm 2001. Tất cả các trận đấu của anh đều diễn ra trên đất Mỹ. Cha anh đã thắng nắp ao ở hiệp đấu thứ 3 trước đối thủ Kim Grau. Sau 26 trận thắng liên tiếp, võ sĩ Calvin Rudd đã bắt đầu bước lên trên đài để tranh tài vô địch vào tháng 11 năm 2005. Rudd đã quyết định tranh chiếc đài IBA của nước Mỹ, và anh đã thắng võ sĩ David Musty sau 12 hiệp đấu. Trong sự nghiệp trận đấu nhà nghề, mặc dù chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng thực sự trận đấu này mới là trận đấu quan trọng nhất của cho chị Calvin Rudd. A lot of this might be early fight jitters, but Calvin has got to cut loose with the right hand. He's got to toughen it up. He's the guy that's got to grab Klitschko and throw him around a bit, or at least try to. It's hard when a guy. Trước đây thì chú sĩ Vladimir Klitschko, ngoài chiếc đai IBF, anh còn giữ chiếc đai WBO. Nhưng vào tháng 4 năm 2004, anh đã từng thất bại trước đối thủ Lemon Rooster tại Las Vegas dưới trận thua thấp ao ở hiệp đấu thứ 5, nên mất chiếc đai WBO. Closing seconds now, the first round, and it's a Klitschko round based on the left hand. Has he thrown any rights in this first round? I don't know. Didn't need to. Hiệp một đã kết thúc. He won that round handily by outboxing Brock. Ngay hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ đang giữ chiếc đai IBF hạng nặng Vladimir Klitschko đã chủ động áp sát tấn công. Thật sự khó khăn cho võ sĩ Calvin Rudd ở trận đấu này, bởi chiều cao sát tay của Klitschko là rất tốt, và điều đó sẽ giúp cho anh có cơ hội để tung ra những đòn đánh tầm xa. Trong khi Calvin Rudd, võ sĩ này muốn tung đòn chuẩn xác vào người cũng như là vào mặt của Klitschko, thì Calvin Rudd cần phải áp sát. Quyết định thách đấu cùng với võ sĩ Klitschko để tranh chiếc đai IBF. Calvin Rudd là võ sĩ bất bại. Sau 29 trận đấu, anh đã giành chiến thắng cả 29 trận. Một thành tích tuyệt vời cho võ sĩ Calvin Rudd. Nếu thắng được chị Klitschko ở trận đấu này, Calvin Rudd sẽ có được trận thắng thứ 30 trong sự nghiệp, trong tổng số 30 trận đấu. Và điều quan trọng là anh sẽ đoạt chiếc đai IBF hạng nặng từ tay của Klitschko. Nhưng muốn làm được điều đó, Calvin Rudd cần phải nỗ lực và phải đạt phong độ rất cao trong trận đấu này. He'll try to do that. He's trying to make it an uneven fight first.
Klitschko is not allowing him to do that. Brock is trying to slow the pace of the fight down because from a distance, if he's on the end of Klitschko's jab, anh em nhà đối chiến Klitschko là những đối sĩ có học vấn rất cao. Đây là một trường hợp đặc biệt trong làm việc Anh. Bởi phần lớn những đối sĩ thi đấu việc Anh đều là những đối sĩ có tính tình ngang ngược và trình độ thấp. Nhưng đối với anh em nhà Klitschko, Vladimir Klitschko và Vitaly Klitschko đều là những chiến sĩ có học vị rất cao. You can let the guy try to come in, suck him in, and then blast him with an uppercut as he's lunging. But how about Brock? You know, he needs to throw an uppercut at the inside, try to snap that head back. Things aren't working his way right now, but he hasn't varied from what he's trying to do. Unless his idea is to try to survive the first couple of rounds and open it up a little bit. But he's got to let fly with that right hand. He let it fly that time, but his palms were up. You know, you don't have any power when your thumb is to the outside. When you're not used to being on the inside and letting certain punches go, you have to find a way to get comfortable. He's trying to sneak that right hand over the top, but first Brock has to get close. There's a pretty good body shot. Giống như ở hiệp đấu đầu tiên, sau hiệp đấu thứ hai, Klitschko vẫn chưa đồng áp sát và tung đòn. On the inside, but the problem is Klitschko is so good with that left hand. If he doesn't touch you, trong những pha tung đòn ở hiệp một, Klitschko đã có một pha tung đòn chính xác vào khuôn mặt của dưới sĩ Cambi Gop. Lingering on the inside, you got to get in and get out with this guy. Of course, it's hard to do with a nice jab that Klitschko has, but Brock is trying to toughen it up a little bit more here in this third minute of the second round of the fight. Sau khi giành chiến thắng trước đối sĩ David Bosti vào tháng 11 năm 2005 để đoạt chức hai IBA, thì đến tháng 6 năm 2006 tại Las Vegas, đối sĩ Cambi Gop đã bảo vệ thành công chức hai IBA trước đối thủ thi đấu người Uzbekistan là Ira Gimov và đoạt thêm chức hai WBC Featherweight. Đó là những danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu ngành nghề của đối sĩ Cambi Gop mà anh đã đạt được trong khoảng thời gian chỉ qua. Lượt đấu thứ hai vừa kết thúc. Đã có sức đông khán giả đến đây để chứng kiến cuộc đối đầu giữa Cambi Gop và Vladimir Klitschko. Phần lớn những khán giả đến đây theo dõi đều là những khán giả ủng hộ cho sĩ Cambi Gop. Đối với cổ động viên người Mỹ, thì Cambi Gop bước lên trên đài đối đầu với Klitschko. Các cổ động viên này hy vọng rằng Cambi Gop sẽ giành chiến thắng để gỡ lại thế diện của Việt Anh Mỹ trong một khoảng thời gian vừa qua đã bị các đối thủ người Đông Âu đánh nước. Ở nước này là đối thủ Cambi Gop. Thực sự sau hiệp đấu vừa qua thì đối thủ Cambi Gop đã yếu thế trước đối thủ Vladimir Klitschko. Klitschko khởi đầu trình nghiệp thi đấu ngành nghề của mình tại Olympic năm 1996. Đó là Olympic diễn ra trên đất Mỹ tại Atlanta. Anh đã đoạt tấm huy chương vàng khi thi đấu ở hạng cân siêu nặng. Sau khi đoạt tấm huy chương vàng Olympic năm 1996, đối sĩ Klitschko đã thi đấu và giành chiến thắng knockout trước đối thủ Fabian Mesa trong trận đấu diễn ra vào tháng 11 năm thứ 6 tại Hamburg. Phần lớn những trận đấu của anh đều diễn ra trên đất Đức. Mặc dù anh là đối thủ người Ukraine. Throw your right hand if you can, either underneath it to the body, crash it to the ribs, or throw it over the shoulder and try to land him high on the left cheek of Klitschko. That's the way to do it. Don't eat it. Parry it. Stay on the outside of it. Push it off. And you know, when Evander Holyfield fought the bigger guys, that's how he would handle it. He'd take that half step off to the side and parry that punch against a guy with a big reach. That's how you neutralize it. And here's Brock, as we talked earlier. Let him down. He wants to be on the inside as much as possible and then launch from there. Closer he gets, bigger opportunity he can get with that right hand. Well, he launched the right hand, but that time it was caught high in the shoulder that time by Klitschko. Calvin Brock has the right idea. Klitschko trying to make a living off the left hand, but he's a patient guy. All of a sudden, that right hand will come, and if he lands it, he'll drop Brock. But see, he's a chess player, Dave.
Những nỗ lực của Justin Cammy Brooks vẫn chưa đạt được hiệu quả. As he has increased his activity, he's getting inside, he's finding a way to get some punching room and execute that plan. It will always be there for him, trying to find a home for the right hand, and we'll also have the risk of heads coming together because of that plan. And because of the size difference and height. Again, this 4.5 inches in height difference, and when you have that kind of height difference, oftentimes the heads come together. See that? Frank, let's go toughen up on the inside, though, letting that hand loose and fly before Wayne Kelly said to break. Klitschko showing some toughness and grit too. Let him go. Watch your head in there. Wayne Kelly is going to become more busy, especially if Brock gets his way. But to me, Vladimir looks like he's a little impatient right now, but there he comes with the uppercut. It looks like he wants to do more now. He's not satisfied with his performance in this third round. As you said, it's been Brock's best round. If Brock had the opportunity, he should have unleashed trong that right hand. Trong sự thi đấu nhà nghề của Vladimir Klitschko, lần đầu tiên anh được trên chiếc đài hạng nặng WBO vào trận tháng 10 năm 2000. Trận đấu diễn ra tại đất Đức và đối thủ là Bisbert. Anh đã giành chiến thắng sau hiệp đấu thứ 12 để đổi chiếc đài WBO. Sau 5 lần bảo vệ thành công trước các đối thủ như là Jefferson, Chess, Chikor, Ransor, Buta, Lucy Mixer và Samuel McKnight, thì anh đã thất bại trước đối thủ Corey Sanders dưới trận thua knockout ở hiệp đấu thứ 2 và mất chiếc đài WBO. Because you've been waiting and waiting, and now you're letting him punch, and you're just leaning in, doing this. You've got to start getting your distance and keeping him outside, and then you can catch him. But you're bending it to him now. You're not using your distance anymore, okay? You get back and keep him at a distance. He's getting too close to you now. And if you're on the score course, he might be ahead. Phía dưới mắt trái của chú chị, Cammy Brooks đã có một vết trầy. Đó là hậu quả anh phải gánh chịu sau những đòn đánh của chú chị Klitschko sau ba hiệp đấu vừa qua. Dave, you get some punch stat information there on power shots? Yes, Klitschko throwing 17, only landing one because Brock smothered him. Brock throwing 27 and landing 11. So, hai chú sĩ đã bước vào hiệp đấu thứ tư. Dự kiến trận đấu sẽ được kéo dài trong vòng 12 hiệp. Trước đây, ở thập niên 60 và 70, những trận đấu hạng nặng thường được ban tổ chức quyết định cho các đối thủ thi đấu đến hiệp đấu thứ 15. Nhưng thời điểm đó thì mỗi hiệp đấu chỉ kéo dài có 2 phút. Look like he's breathing a little bit heavily here too, as this is starting to become a physical fight on the inside. Klitschko wants to stay further outside. Brock cherishes the inside. He's done his best work there. And he has that history a bit too. Of course, in the Lehman Brewster fight, it became a problem with fatigue, and it was no problem in the 7 rounds with Chris Bird, but you're not feeling anywhere near the kind of power that Brock has when you fight Chris Bird. So a different situation, how to compare the two. But there is a little bit of fatigue factor beginning to creep in the fourth round for Vladimir, who's a big, big man, a lot to move around. Brock is an extremely patient fighter. And he can stick with a plan and frustrate his opponent. He's even tempered. Tên Minh Gấp vẫn chưa có đòn đánh nào thực sự nguy hiểm về mặt của đối thủ Klitschko. Trước khi đối đầu với Klitschko thì Tên Minh Gấp đã toàn thắng đến 29 trận đấu và trong đó có rất nhiều trận thắng đánh vào. Một thời khúc quá tốt cho chủ trị Tên Minh Gấp trong sự nghiệp như này. Trong những trận thắng đó thì anh cũng đã có những trận thắng rất quan trọng trong những cuộc đối đầu để tranh tài du lịch, như là cuộc đối đầu với chủ trị David Dusty vào tháng 11 năm 2005, hay là chủ trị Iga Gimup vào tháng 6 năm 2006. Đó là những trận đấu mà anh đã tranh thắng để đoạt chiếc đài IBA và bảo vệ chiếc đài này. Was Brock's blueprint. Hiệp đấu thứ tư đã bước vào phút đấu cuối cùng. And then try to score with some sneaky shots. Sort of like if this is a different sport, shortening the game.
Brock. Well, Brock doing a nice job working in and out. He doesn't want to get caught in the kill zone. So what he does, that time he did it right. Last as the body came with the left hook, got a piece of it. Brock is out boxing him here in the fourth round as well, to my opinion. Là đối chiến người Ukraine. Nhưng Vladimir Klitschko lại sinh ra ở Kazakhstan. Và hiện tại chỉ sống ở nước Đức. Anh em nhà Klitschko, đối chỉ Vladimir Klitschko và Vitaly Klitschko đều có học vị rất cao, đều đã học qua đại học và cao học. It's a frustrating factor for Vladimir. Blasted him to the back of the head with that right hand. As the bell ends it, I got a dead even after four. You got a jab. Yeah, you got to keep jab. Don't try to wing your hooks like that, okay? Just keeping your work, your jab. You keep working your jab. Giới bộ liệu Việt Nam ở nước Mỹ đã thực sự lo lắng khi những võ sĩ tên tuổi đều đã giả từ cuộc chơi. Một vài võ sĩ còn trụ lại thi đấu nhưng không đạt phong độ đỉnh cao, đã qua rồi thời kỳ được vàng kim. Trong khi các võ sĩ trẻ thì không thể đạt đủ trình độ, không thể có kỹ thuật tốt để có thể vượt qua được các võ sĩ người Đông Âu. Lý giải cho thất bại của quyền Anh Mỹ trong khoảng thời gian vừa qua là các võ sĩ trẻ đã quá nhanh chóng bước vào làm người Anh chuyên nghiệp thì kỹ thuật của mình vẫn chưa đạt đến độ chín mùi. Trong khi các võ sĩ Đông Âu thì được giới chuyên môn lý giải rằng các võ sĩ Đông Âu rất thường xuyên tập luyện và tập luyện rất nghiêm túc. Khi đã đạt đến trình độ 90 về mặt kỹ thuật mới bước vào làn bên như ngày. Chính điều đó mà các võ sĩ Đông Âu thường thành công khi bước lên trở lại thi đấu trong khoảng thời gian gần đây. Và đúng hùng, đó là võ sĩ Oleg Maskev hay là Nikolai Vanev và Vladimir Klitschko cũng như là Vitaly Klitschko. Or will Brock continue to find his way on the inside and win a slow-paced, relatively fight compared to what it will be with Klitschko on the outside? When Brock's on the inside, it slows down and he's got a better chance. Klitschko's tough with this jab. When he has that jab working in his face, Brock has got to take a dip and try to blast that right hand to the body. He's got to touch him up with more right hands. And I know it's tough and easy to point out to get the left up there, but he's got to start getting a piece of it. He doesn't have to hit him on the chin. He's got to start hitting the shoulder. He's got to start getting someplace on the left hand to set up his right. Now they're reverting back to what this fight looks like in rounds one and two, with Klitschko on the outside and Brock unable. Báo chí Mỹ cũng có một phần dẫn đến thất bại của những võ sĩ trẻ người Mỹ trong khoảng thời gian vừa qua. Để giải thích về vấn đề này thì giới chuyên môn cho rằng khi những võ sĩ người Mỹ còn khá trẻ thi đấu ở hạng nghiệp dư đã đạt được một vài thành tích nổi bật, thì lập tức võ sĩ này được giới báo chí ở Mỹ lăn xê và ca ngợi hết lời, cho rằng võ sĩ này đủ đẳng cấp để thi đấu chuyên nghiệp, với khi kia đủ đẳng cấp để trên đài. Chính điều đó đã làm cho những võ sĩ trẻ tháo thắng và nhanh chóng bước vào làn người Anh chuyên nghiệp. Cha cũng nhanh chóng nếm mùi thất bại khi đối đầu với những võ sĩ dành dặn kinh nghiệm đến từ Đông Âu. Didn't let it go, but he had him in the perfect position. Well, that time he did. And that's what he's aiming for, is to land that right hand. That time, it went up over the shoulder of Brock, but if he'll throw it a few more times, eventually, if Brock isn't moving, he's going to get caught by that. He can't linger on the inside or just let Klitschko hit him with a jab and fall forward. He's going to get nailed with the right hand, and if he does, he'll get knocked out. And but that Brock, right hand, even when it misses over the top, makes the uppercut that much more viable for Klitschko, because Brock has to be careful of it. He might duck into it. That was the best solid right hand. Rất khó để duy trì cầm được gốc áp sát vào đối thủ Klitschko. Chúng ta tin rằng có thể giúp lợi hại của Klitschko. Hiệp đấu thứ năm đã kết thúc. Trước khi đối đầu với Kevin Block thì võ sĩ Klitschko cũng đã từng thất bại ở hiệp đấu thứ năm bằng trận thua knockout khi đối đầu với võ sĩ Lamont Brewster diễn ra vào tháng 4 năm 2004.
Thất bại đó đã làm cho Vladimir Klitschko mất cơ hội để đoạt lại chiếc đai WBO từ tay của Jiří Mistr. You gotta get off with your jab. So you gotta get off in the jab. Okay? So suck it up. Okay. You gotta stay behind him. Catch it. He's trying to get it. They're telling Calvin Brock the right thing in the corner. You cannot let this guy stay out there, and it's Klitschko with a jab. Chúng ta đang theo dõi lại những pha tung lồng của Jiří Mistr ở hiệp đấu trước qua. Lợi thế về chiếc tay đã được Jiří Mistr tận dụng trước để sau 5 hiệp đấu của trận đấu này. Chúng ta xem lại một lần nữa pha tung lồng bằng cái tay của Mistr. Sức may cho Calvin Brock là pha tung lồng đó không đạt độ chính xác cao. Cú đánh trọng của Jiří Mistr đã đi trước. Well, he's used a few elbows tonight and been pretty slick with them. Klitschko has. Let's see what Calvin Brock can do against the jab now. There are a couple of things that he can do. One would be to get an angle and attack more of a 45 degree angle and not stand in front of Klitschko. If he stands in front of Klitschko, Klitschko can pick him apart all night with that jab. Brock is going to dip, make himself even smaller, and let go with the right hand. Even if he has a jab, he got the right hand in that time upstairs. Go ahead. Even if he has to jab his way through first. First, Brock has to obtain position. Otherwise, he's walking into trouble. And Klitschko has a cut by the left, on the left eye. Yeah. He has, and that could be a problem now. I don't know whether it was a punch of the heads, but we talked about the possibility of the heads coming together. It's not a severe cut at this stage, but we're early in the fight. This is only the sixth round. His brother, of course, has cut the ribbons in his last professional fight against Lennox Lewis, who's in attendance tonight, by the way. When Brock gets close, that's his opportunity. When Klitschko's on the outside, that's where he does his best work. No knockdown there as they got tangled up. Không có chế độ gì sẽ là đối với Calvin Brock cũng như là Klitschko. We'll be able to tell you in between rounds. But to me, it looks like it might be in the lid of the left eye, and that's bad for Klitschko. Khác với cho chị Calvin Brock, Klitschko thường thi đấu khắp nơi trên thế giới. Ở Ukraine, nước Đức, nước Mỹ, trong khi tất cả những thi đấu của cho chị Calvin Brock đều diễn ra trên đất Mỹ. Klitschko coming forward, the crowd yelling Klitschko, Klitschko as he lets his right hand fly. Straight right hand that time, partially blocked in the gloves by Calvin Brock. Brock sees the blood by the eye and he'd love to get a hand on it. He comes inside with the uppercut. Boy, Brock is showing some toughness, some power inside. This is what he needs to do. Catches him with a left hand that time and spins ahead a little bit of Big Klitschko. Klitschko rocked him with the right hand but didn't shift it. Brock's best chance in this fight, we've said it a lot, is to make this an uneven contest. No rhythm to it. And then he comes out and takes advantage of a spurt. No rhythm is to this fight whatsoever. Did you see the nice uppercuts by Klitschko on the inside? This has got to be a tough, brawling type fight right now. Klitschko cut by the left eye here in the sixth round, rather. Blasting shot that time. Những nỗ lực của Jiří Calvin Brock trong những phút trước qua đã mang lại hiệu quả cần thiết. Anh đã có những điểm số cơ thủ cần thiết trong trận đấu này trước đối thủ Klitschko. Thì những pha tung đòn của anh đã làm cho khuôn mặt của Jiří Klitschko có chết trách, đặc biệt là ở đuôi mắt trái. Mặc dù phần lớn thời gian trước qua, Klitschko đã rất cố gắng để lùi ra xa, không cho đối thủ Calvin Brock áp sát tung đòn, nhưng anh vẫn phải dính đòn của đối thủ Calvin Brock. Chúng ta dễ dàng thấy chết trách khá dài ở mắt trái của Jiří Klitschko. Khi mà thời gian của trận đấu này mới trải qua được 6 hiệp đấu, 1/2 thời gian dự kiến trận đấu đã trôi qua, và đòn đánh của Calvin Brock đã đạt được hiệu quả. Took place in that round. That is very big because if this fight were to be stopped because of that cut, based on that call, we would go to the scorecards and whoever's ahead wins. And to put an exclamation point on that, with Brock winning, in my opinion, the sixth round, I've got the fight scored dead even. I don't know how the judges, Don Ackerman, Lewis Rivera, and Peter Trematera have it, but I got it dead even.
let's see what happens. The cut that we saw, as David found out from Wayne Kelly, was a headbutt. Very important. Number two, it's a bad cut. And number three, Vlad just landed a good right hand. And number four, we have a shorter fight than 12 rounds, perhaps. These guys have to take it as if each round could be the last. And so the intensity and urgency in this fight has to increase from both guys. And Brock, to me, looks like he may have some sort of adrenaline flow. He sees that cut is bad, and he wants to pick up the pace a little bit more. Being able to execute it against this giant of a man is tough, but he's got the right idea. He's got to blast him again on top of that eye with his right hand and get in position to do it. Both of these guys are intelligent men. They're intelligent fighters. And this is a very, very tough fight. And Brock has been loyal to his plan of waiting, trying to counter, and trying to make Klitschko's energy in the crowd go against him. Some chance in USA have been popping up here. Vladimir Klitschko đã có được 46 trận thắng, trong đó có 41 trận thắng bao thua ba. Trận đấu này là trận đấu thứ 50 trong sự nghiệp nghề nghề của Klitschko. Trước qua thì Jiří Klitschko đã có đòn đánh chính xác bằng cái phải ở cự ly trung bình. Cái đòn đánh của Jiří Klitschko là khá nguy hiểm. Chính xác. Calvin Gross đã nằm xuống trên đây. Một pha tung đòn chính xác bằng cái tay phải của tiến sĩ Vladimir Klitschko. Và trọng tài đang làm thủ thuật đối với giới sĩ người Mỹ. Gisela trọng tài đã cho rằng Calvin Gross đã không thể đứng vững. Anh đã loạn choạng sau khi đứng lên. Chính vì thế mà trọng tài đã cho trận đấu được kết thúc ở hiệp đấu thứ 7. Chiến thắng đắc bao cho giới sĩ Vladimir Klitschko. Với chiến thắng đắc bao này, Klitschko bảo vệ thành công chiến này IBF của mình. Đây là trận thắng đắc bao thứ 42 trong tổng số 47 trận thắng của Vladimir Klitschko. Trong khi đối với Calvin Gross, đây là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp nghề nghề sau 30 trận đấu. Toàn thắng cả 29 trận đấu vừa qua, nhưng Calvin Gross đã không thể vượt qua được Klitschko để đoạt chiếc đai IBF từ tay của đối chiến này. Sau khi có những đòn đánh chuẩn xác ở hiệp đấu thứ 6 và hiệp đấu thứ 5, Calvin Gross đã làm cho đối thủ Vladimir Klitschko có một vết trách ở mắt trái. Nhưng sang hiệp đấu thứ 7, anh đã không thể tận dụng tốt cơ hội để tung đòn đánh chuẩn xác tiếp theo. Ngược lại thì Klitschko dính đòn đánh ở hiệp đấu thứ 6, đã quyết tâm tung đòn ở hiệp đấu thứ 7. Và những quyết tâm của chiến sĩ này đã giúp cho anh có được chiến thắng đắc bao với đòn đánh chuẩn xác bằng tay phải. Những đòn đánh vào bằng tay trái của Klitschko là rất lợi hại. Chúng ta xem lại một lần nữa đòn đánh của Jiří Klitschko đã làm cho Calvin Gross nằm xoay xuống chỗ này. Klitschko đã có được trận thắng thứ 47 trong sự nghiệp nghề nghề trong tổng số 50 trận đấu. Trong khi trận đấu thứ 30 của đội sĩ Calvin Gross thì anh đã phải nếm mùi thất bại lần đầu tiên. Một lần nữa, Huyền Anh Mỹ lại thất bại trước Huyền Anh Đông Âu. Và điển hình đó là Calvin Gross khi đấu đầu với Vladimir Klitschko. Ông Michael Buffer công bố trận thắng vào ở hiệp đấu thứ 7 cho đội sĩ Vladimir Klitschko. Klitschko đã bảo vệ thành công chiếc đai IBF kể từ khi anh thắng đối thủ Brisbane vào tháng 4 năm 2006 để đoạt chiếc đai này.